Mình đang đi dạo trên một con phố trên phố Huế các chị. Thưa quý vị, chúng ta đang có kết hợp sự kết hợp giữa đây trân châu đen và sữa chua. Sữa chua mà giống kem vậy ta. Ngày mai mình sẽ tiếp tục đi Đà Nẵng và ngày mốt mình sẽ cố gắng có mặt ở Hội An. Tôi đang đi tới lăng mộ của vua Minh Mạng. Vì lý do khoảng cách xa xôi nên chúng tôi phải đi đường tắt và phải đi cổng phụ, kiểu như đi chui đi rút vậy đó. Thỏa theo yêu cầu cái lời suối dạy của người dân địa phương là chúng ta sẽ đi bộ khoảng 3 phút. Bằng đường xong thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 5 cây số. Bây giờ chúng tôi đã đi được 5 phút rồi mà chưa tới cổng chính. Trong khi chúng tôi nhìn thấy cổng chính là có người ta đi cái đậu xe bên kia. Lăng Minh Mạng các chị, cơ bản thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mua vé. Lăng Minh Mạng còn được gọi là Hiếu Lăng, nằm trên ngọn núi Cẩm Khê, cách thành phố Huế khoảng 14 km, gần ngã ba Bằng Lãng, nơi hợp nguồn tạo thành sông Hương. Lăng được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 1840 và được vua Thiệu Trị tiếp tục xây dựng hoàn tất vào năm 1843. Lăng Minh Mạng là một trong những mô hình kiến trúc quy mô gồm 40 công trình lớn nhỏ, bao gồm cung điện, đền miếu và đài tạ, được bố trí trên một trục dọc theo đường thần đạo dài 700m từ đài Hồng Môn ở ngoài cùng tới chân tường của La Thành sau mộ vua. Hình thế của lăng tựa dáng một người đang nằm nghỉ trong tư thế gối đầu lên núi Kim Phụng, chân duỗi ra ngã ba sông trước mặt, hai nửa hồ trừng minh như đôi cánh tay buông xuôi tự nhiên.